Kênh YouTube Bán Nhà quận 7 hôm nay xin giới thiệu đến các anh chị căn nhà nằm ở phường 2 quận 8 nha anh chị. Nhà mình là view góc hai mặt tiền nha anh chị. Đó, phường 2 quận 8 nha anh chị. Đây, nhà mình đây. Nhà mình có diện tích là ngang 3m1, dài 16 nha anh chị. Nhà một trệt một lầu. Đó, nhà mình là có cái cửa hậu nữa nha anh chị. Đây, nhà mình trệt lầu đó. Rồi mình mời anh chị vào xem cái cửa hậu của nhà mình nha. Đây. Nhà mình ở hẻm 284/14, phường 2 quận 8, cách mặt tiền Dương Bá Chạc khoảng chừng 50m nha anh chị. Đây em mời anh chị vào nhà nha. Nhà mình là từng trệt có hai vệ sinh và một phòng ngủ nha anh chị. Đó, mình đưa anh chị vào xem nha. Vệ sinh nhà mình là làm toàn là đồ cao cấp không nha anh chị. Đó, tầng trệt của mình là hai vệ sinh, nhà bếp, đây là nhà bếp. Tại đủ tủ chén đây. Đó, là toàn là đồ cao cấp không nha anh chị. Đây là phòng ngủ. Đây em mời anh chị lên lầu nha. Nhà mình cầu thang là ốp đá hoa cương hết luôn nha anh chị. Nhà mình là diện tích là 3m1, dài 16. Nhà mình có 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh nha anh chị. Đó. Đó, diện tích như vậy là nhà mình một trệt lầu. Chủ nhà muốn bán là cái giá là 4 tỷ mốt còn thương lượng nha anh chị. Đây một phòng nữa là 2 phòng. Đó, có toilet luôn. Đó. Rồi, mình đưa anh chị lên trước xem cái phòng trước nha anh chị. Phòng bên trước của mình cũng có nhà vệ sinh luôn nha anh chị. Rồi là ở trước nó có cái ban công luôn. Để mình phơi đồ luôn nha anh chị. Đây một vệ sinh nữa. Đó. Nhà mình là 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh nha anh chị. Đó. Giá chủ nhà muốn bán là 4 tỷ mốt còn thương lượng nha anh chị. Đây mình đưa anh chị ra xem ở trước nha. Trước ban công phơi đồ. Mình nói với anh chị luôn là nhà mình là hẻm 284/14. Dương Bá Chạc nha anh chị. Nhà mình cách đường Dương Bá Chạc khoảng 50m nha anh chị. Giá là 4 tỷ mốt còn thương lượng nha anh chị. Chào anh chị nha.